Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương của huyện Bắc Mê về đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, thời gian qua xã Yên Định đã khuyến khích người dân phát triển chăn nuôi theo hướng nhóm sở thích tại những nhóm dân cư sống gần nhau. Từ đó, những hộ tham gia vào nhóm chăn nuôi này có điều kiện để giúp đỡ nhau về kỹ thuật, con giống và thi đua nhau trong chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình. Thời gian thực hiện trên địa bàn xã đã hình thành các nhóm chăn nuôi có cùng sở thích như nhóm chăn nuôi lợn đen, nhóm chăn nuôi dê, nhóm chăn nuôi dê. Việc chăn nuôi theo nhóm sở thích đã thực sự đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân, tạo sự phong phú trong các sản phẩm chăn nuôi của xã. Đến xóm Lùng Tắm, thôn Bản Bó, xã Yên Định, huyện Bắc Mê, ai cũng phải ngỡ ngàng bởi đàn trâu đông đúc, khỏe đẹp của người dân nơi đây. Anh Hầu Dũng Xính được bà con quanh vùng gọi bằng cái tên vua trâu đầy vẻ thán phục. Vì gia đình anh có nhiều trâu nhất và trâu to của anh cũng to khỏe nhất ở thôn Lùng Tắm này. Gia đình anh Xính chỉ mới bắt đầu nuôi trâu 5 năm trở lại đây. Từ 4 trâu cái sinh sản ban đầu do được chăm sóc tốt, đến nay gia đình anh đã có đàn trâu 15 con. Trong đó có gần chục con trâu cái sinh sản. Nếu tính theo giá thị trường, một con trâu to bán được khoảng 30 đến 35 triệu đồng, thì gia đình anh đã có một khối tài sản lớn. Lúc đầu thì anh nuôi trâu thì là anh đã nuôi từ bố co rồi. Anh nuôi được mấy năm nay thì là bây giờ là với chú này thì rất là được. Thì mà anh chú này bây giờ là phát sinh ra thì bây giờ nó sinh ra thêm nữa là bây giờ sáng là bây giờ tổng cũng tất thì 15 con. Có trâu hay là có bò để ra là người ta thả đi là cũng không được đâu. Người ta phải nhốt khoảng là gần 2 tháng. Hái rau cho là có mẹ cho nó ăn, cho con nó rất là khỏe. Thì là khi mua thì mình không được thả đi. Đấy là mình phải nhốt. Tính ra là cả đà một năm thì làm là nó ví dụ là một năm là nó để thấy là 3 con đó. Vừa để ra phát là tính ra lúc một con là 10 triệu. 3 con là tính ra năm nào cũng là phải có 30 triệu chúng tú. Thôn Lùng Tắm có 11 hộ gia đình đều dân tộc Mông. Nhà nào cũng nuôi trâu, ít thì 2 đến 3 con, nhiều thì trên chục con. Toàn thôn hiện có 73 con trâu, tính trung bình mỗi gia đình có 7 con. Đã từ lâu, người dân thôn Lùng Tắm đã chăn nuôi trâu theo quy hoạch làm chuồng trại tập trung, đảm bảo sạch sẽ, thông thoáng, xa nhà. Người dân trong thôn thường quan sát nhau để ngầm thi đua chăm sóc trâu thật tốt, nhưng họ cũng sẵn sàng chia sẻ cho nhau kinh nghiệm chăn nuôi, phát triển đàn, hỗ trợ nhau về khoa học kỹ thuật, về con giống và thức ăn để cùng phát triển. Hiện nay thì nhà tôi nuôi 3 con trâu. Nhà tôi so với nhà tôi thì nuôi ít thôi, còn mười mấy hộ trên này thì họ nuôi nhiều, mười mấy con, 20 con. Đấy, ở xóm này thì chúng tôi vẫn nuôi trâu để phát triển kinh tế. Nuôi trâu và nuôi một số loại gia súc khác như dê, lợn đen đòi hỏi kỹ thuật không phức tạp, nguồn thức ăn phong phú, phương thức chăn nuôi đơn giản mà hiệu quả kinh tế lại cao. Vì vậy, xã đã khuyến khích người dân phát triển chăn nuôi theo nhóm có cùng sở thích, tạo ra nhiều sản phẩm phong phú. Thời gian qua, từ những cơ chế chính sách hỗ trợ của huyện, của tỉnh, xã Yên Định đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội thông qua các tổ chức đoàn thể như Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, đồng thời khuyến khích việc xây dựng và sử dụng hiệu quả quỹ thôn để hỗ trợ người dân phát triển chăn nuôi. Trong đó tập trung vào việc hỗ trợ về con giống, xây dựng chuồng trại, chuyển giao khoa học kỹ thuật. Ngành hội nông dân chúng tôi thì cũng tuyên truyền cho nhóm sở thích của xóm Lùng Tắm. Thì trong quá trình tổ chức thực hiện thì thứ nhất là chăn nuôi trâu bò nhốt ở cái xóm ấy. Thì đa số là vào tuyên truyền bà con là đồng tình ủng hộ là cái đầu tiên. Cái thứ hai nữa là theo cái sở thích người ta là chủ yếu là dân tộc Mông thì cũng đưa các cái giống cây con đầu tư vào đấy thì cũng bà con rất là hài lòng. Cũng thứ hai nữa là cái cán bộ kỹ thuật như là được hướng dẫn của cán bộ thú y viên, thứ nhất là chăn nuôi thì có thú y viên thì cũng hướng dẫn để chăm sóc đàn trâu bò cũng như đàn dê, rồi cán bộ khuyến nông thì hướng dẫn cái kỹ thuật trồng cỏ cho bà con nhân dân cái xóm 11 hộ Mông ở trên đấy. Đối với
thì nhóm 10 hộ tại thôn Bản Bó này thì cái nhóm chăn nuôi trâu bò thì qua một thời gian thì cũng đã có cái kết quả nhất định, trong đó là bà con cũng giúp đỡ nhau trong cái kinh nghiệm nuôi trâu bò, và trong đó là giúp nhau trong hỗ trợ con giống, và đó là đối với xã thì cũng có những cái hỗ trợ riêng, ví dụ như là hỗ trợ cho bà con về cái giống cỏ, hỗ trợ cho bà con một phần về chuồng trại, thì đây cũng là cái khuyến khích cho bà con để phát triển đàn trâu. Thì đối với xã thì cũng có nhiều nhóm sở thích, như nhóm sở thích chăn nuôi dê, nhóm sở thích chăn nuôi lợn đen, và nhóm sở thích trồng các cái cây công nghiệp ngắn ngày. Thì qua đây thì cũng phải nói là qua một thời gian thực hiện thì thấy đây cũng là một cái mô hình tốt cho bà con phát triển thành cái vùng, để phân thành vùng như phát triển trâu bò, phát triển đàn dê và phát triển một số các cây trồng ngắn ngày để giúp bà con phát xóa nghèo bền vững. Để đảm bảo về nguồn thức ăn cho chăn nuôi, xóm Lùng Tắm nói riêng, xã Yên Định nói chung đã khuyến khích người dân thực hiện việc trồng cỏ, chăn nuôi trâu bò theo phương thức nhốt chuồng để đem lại hiệu quả kinh tế cao. Năm 2014, chỉ riêng xóm Lùng Tắm đã trồng được 9 hectare cỏ voi. Cùng với đó, thời gian qua, xã Yên Định cũng đã thực hiện rất hiệu quả mô hình chăn nuôi lợn đen, chăn nuôi dê theo hướng nhóm cùng sở thích. Đặc biệt, ưu điểm của các nhóm chăn nuôi cùng sở thích là mỗi hội viên khi tham gia vào các nhóm đều đóng góp một khoản tiền quỹ để tạo nguồn vốn giúp nhau phát triển kinh tế và mở rộng quy mô chăn nuôi. Ví dụ như nhóm chăn nuôi lợn đen có 9 hội viên, mỗi hội viên góp 1 triệu đồng làm quỹ. Nhóm chăn nuôi trâu có 11 hội viên, nhóm chăn nuôi dê 21 hội viên. Các mô hình chăn nuôi theo sở thích đã được duy trì và phát triển tương đối ổn định. Trên cơ sở đó, xã đã có định hướng chỉ đạo cụ thể. Đối với chúng tôi cũng đã tập trung ở đây rồi, đây là cái mô hình rồi, sẽ nhân rộng ra ở một số các thôn khác, và cũng để tạo cho mà bà con có những cái vùng sản xuất cho phù hợp với điều kiện phát triển của từng vùng. Thì đây là đối với cơ chế mà hỗ trợ thì cũng huy động nhiều nguồn lực, với xã huy động nhiều nguồn lực, trong đó có cơ bản là nội lực, và sẽ huy động kêu gọi các nguồn lực để giúp đỡ cho các hộ gia đình, đặc biệt là các nhóm thì phù hợp để phát triển chung, trong đó là cho có cái nhóm của cái thôn Bản Bó này. Có thể thấy, việc sản xuất nông nghiệp tập trung thông qua các nhóm cùng sở thích tại xã Yên Định bắt đầu được thực hiện từ năm 2014, không chỉ mang lại lợi ích kinh tế trước mắt, mà còn giúp người nông dân nơi đây thay đổi tư duy từ sản xuất manh mún nhỏ lẻ sang sản xuất theo hướng hàng hóa có quy mô lớn. Sản xuất theo nhóm cùng sở thích còn giúp cho người dân có thể trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm cho nhau về kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh. Tuy nhiên, để mở rộng các khu sản xuất tập trung, rất cần có sự quy hoạch cụ thể, chặt chẽ của chính quyền địa phương và ngành chuyên môn nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường và thị trường tiêu thụ sản phẩm cho người nông dân. Từ đó, người dân có thể nâng cao thu nhập và tiến tới làm giàu bền vững.